kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cố tạo ra quyền lực cứng và thích húc đầu vào người tiêu dùng VinFast rồi sẽ vỡ. Các doanh nghiệp toàn cầu chỉ tạo ra quyền lực mềm chứ không tạo ra quyền lực cứng như các thế lực chính trị độc tài. Giá trị thương hiệu là sự đúc kết của loại quyền lực mềm chứ không phải là quyền lực cứng. Đó là sự tử tế, là tôn trọng khách hàng, là chế độ hậu mãi và chất lượng đảm bảo. Từ đó khách hàng có cảm tình rồi trở nên yêu thương hiệu ấy. Đấy là giá trị không thể cân đong, đo đếm được. Việc chiếc xe gây tai nạn là bình thường, thương hiệu nào cũng có xe gây tai nạn. Với VinFast thì ngược lại, họ xây dựng thương hiệu bằng thứ quyền lực cứng. Ở Việt Nam, ai dám bóc phốt VinFast thì cần cẩn thận. Hầu hết những tờ báo làm truyền thông cho Vin sử dụng phương pháp không khác gì cách làm truyền thông cho chế độ. Đều theo công thức tốt khỏe, xấu chè. Có những lỗi kỹ thuật dẫn đến cháy nổ, gây bất ổn về sinh mạng mà tờ báo vẫn ngậm tăm không lên tiếng. Vào ngày 28 tháng 7, một chiếc xe taxi xanh của hãng taxi GSM đã tông liên hoàn tại một nút giao thông ở Đà Nẵng. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo đã đưa tin tài xế bị động kinh. Đây là dấu hiệu bất thường khi đưa tin về việc chiếc xe VinFast gây tai nạn. Việc đưa ra kết luận quá nhanh và đồng loạt trên các tờ báo làm cho nhiều người nghi ngờ phải chăng báo chí đưa tin theo sự chỉ đạo. Sự chỉ đạo mang tính định hướng dẫn dắt dư luận ra khỏi nghi ngờ rằng chiếc xe VinFast này gây tai nạn do lỗi kỹ thuật. Tờ báo chí Việt Nam đã thành trì bảo vệ cho VinFast. Đây là kiểu điều hành bộ máy tuyên truyền theo mô hình của Đảng Cộng sản. Một loại quyền lực cứng bóng chủ hãng VinFast muốn áp đặt lên suy nghĩ và ý chí của người dân Việt Nam. Và kết quả như thế nào? Kết quả là chưa bao giờ xã hội chống lại một doanh nghiệp nào như chống VinFast. Từ hải ngoại, nơi mà VinFast không thể kiểm soát thông tin, người ta bóc trần những lỗi thật tệ hại của thương hiệu này và thông tin theo Internet truyền về trong nước. Có tờ báo làm nhòe hình chiếc xe taxi không biết để làm gì. Thay vì dùng sức mạnh tài chính để điều khiển cho công an và truyền thông để tạo ra thứ quyền lực cứng như Đảng Cộng sản, thì ông Phạm Nhật Vượng nên dùng tài chính đó để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự tử tế với khách hàng và xây dựng chế độ hậu mãi tốt, thì VinFast sẽ có được quyền lực mềm. Quyền lực mềm là nền tảng cho mọi doanh nghiệp. Nếu muốn phát triển bền vững, muốn bơi ra biển lớn cũng cần tạo ra quyền lực mềm chứ không phải đút tiền cho phóng viên để họ nói tốt về VinFast, rồi sau đó luôn tiềm ẩn nguy cơ bị vạch trần. Quyền lực cứng chỉ có thể tạo ra với thị trường trong nước, đem cách làm như vậy ra thị trường thế giới thì cầm chắc thất bại. Nếu tạo quyền lực mềm thì doanh nghiệp vừa tạo ra thị trường nội địa vững chắc, vừa xâm nhập thị trường thế giới theo cùng cách thức. Tuy nhiên, VinFast vẫn mang phong cách làm anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền đưa ra nước ngoài, thì đấy là hồi chuông báo tử cho thương hiệu này. Theo tìm hiểu, thì nhiều khách hàng mua xe VinFast đã bị vỡ mộng. Chất lượng xe đã kém, hậu mãi cũng kém nốt, làm cho khách hàng cảm thấy họ như bị VinFast mang con bỏ chợ. Một số phàn nàn nhẹ nhàng trên mạng xã hội, đa số chọn cách im lặng, bởi họ biết không thể động tới VinFast, bởi hãng này có thể điều khiển cả công an và báo chí tại Việt Nam. Thông tin đồng loạt đăng giống như có chỉ thị vậy. Những người chót mua xe VinFast đành tự nhủ là mình ngu, rồi im lặng quay lưng với hãng. Không ít người mua xe VinFast vì lòng yêu nước, sau khi biết mình bị lợi dụng, họ không còn ủng hộ nữa. Khi nhiều người dùng cùng có tâm lý như vậy thì VinFast khó mà mở rộng ra được thị trường. Quyền lực cứng sẽ không mang lại lợi ích lâu bền. Khách hàng thấp cổ bé họng so với VinFast thật, nhưng khi hàng vạn khách hàng cùng quay lưng thì họ đủ sức quật đổ một thương hiệu độc tài. Ngay trên sân nhà, VinFast cũng khó phát triển bền vững chứ nói gì đến thị trường của thế giới. Dùng quyền lực cứng và húc đầu vào khách hàng là tự sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin cố tạo quyền lực cứng và thích húc đầu vào người tiêu dùng VinFast rồi sẽ vỡ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính và Lưu Quang tranh nhau làm chuyện vặt, ngồi ghế cao nhưng tầm lại thấp. Vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc là do thiên tai, trong đó có một phần do nhân họa, mà đã là thiên tai thì ắt khó tránh được thiệt hại. Trong vụ lở đất này đã có thiệt hại về nhân mạng, đó là 3 cảnh sát giao thông và 1 thường dân. Đây là điều đáng tiếc và là điều thương tâm đối với gia đình các nạn nhân trên. Xã hội thông cảm và chia sẻ những mất mát này với gia đình của những người gặp nạn. Tể tướng lại lo chuyện của quan huyện. Được biết, để giải quyết vụ sạt lở này từ tận Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã ban chỉ đạo. Ra vậy, đã còn có ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng cũng đến tận hiện trường. Người đã bị vùi lấp thì xem như không còn khả năng sống sót. Việc giải quyết hậu quả tại thực địa là việc do chính quyền địa phương thực hiện. Bởi tai nạn này chỉ ở quy mô nhỏ, chỉ cần chính quyền thực hiện là đủ, không cần đến 2 người đứng đầu chính phủ phải trực tiếp ra mặt chỉ đạo. Có người cho biết việc huy động phương tiện cơ giới và các ban ngành để cứu nạn và khắc phục thiên tai là việc nằm trong tầm tay của chính quyền địa phương. Hơn nữa, họ ở tại địa phương nắm vững tình hình thực địa nên sẽ có hướng giải quyết phù hợp hơn. Một khi có trung ương nhúng tay chỉ đạo thì những quan chức địa phương lại không dám điều hành. Thay vì để cho chính quyền huyện toàn quyền xử lý và báo cáo lại thì lại xuất hiện ông Trần Lưu Quang tại hiện trường, khiến cho quan chức cấp tỉnh cũng phải có mặt và những quan chức này trở thành những kẻ bị sai vặt. Thật là lãng phí nhân lực kinh khủng. Trong quân đội, mỗi cấp bậc có một nhiệm vụ riêng. Một ông đại tướng không thể làm việc của một ông binh nhì được. Một tổ chức thì có trách nhiệm phân mình thì tổ chức đó mới có thể hoạt động tốt. Còn tổ chức mà ông sếp cao nhất luôn thọc tay vào mọi chuyện của cấp dưới thì nó thể hiện nhiều vấn đề. Chính quyền cấp trên đã tốn thời gian vô ích, bỏ việc lớn để lo việc nhỏ. Ngoài ra, khi sếp cao lo chuyện của lính lác thì người lính như bị trói tay trói chân vậy. Việc ông Trần Lưu Quang và ông Phạm Minh Chính đều ban ra chỉ đạo trong một sự việc thì rất lãng phí nhân lực của chính phủ. Khi ông Trần Lưu Quang đến hiện trường thì mấy ông lãnh đạo huyện Đạ Oai, thành phố Bảo Lộc và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã bị biến thành tay sai cho ông Phó Thủ tướng. Trong khi đó, chính quyền thành phố Bảo Lộc và chính quyền huyện Đạ Oai thừa khả năng giải quyết công việc của mình. Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo thì sẽ biến thành lãnh đạo huyện và lãnh đạo tỉnh thành kẻ sai vặt. Thực ra mà nói, làm chính trị cũng cần lấy hình ảnh trước công chúng. Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc gây chú ý toàn xã hội. Ông Trần Lưu Quang lặn lội đến tận nơi chỉ đạo, cũng là cách lấy hình ảnh mà thôi. Và cả ông Phạm Minh Chính cũng như vậy, cũng cho báo chí lên tiếng rằng mình có chỉ đạo công việc. Tuy nhiên, việc làm này khiến cho quan chức địa phương bị bó tay bó chân, không thể linh hoạt cho được. Làm cấp lãnh đạo của chính phủ cần lấy hiệu quả công việc làm trọng, chứ không phải lấy màu mè hình thức để mà xây dựng hình ảnh riêng cho mình. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng của Việt Nam lo cho dân. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng việc này có cần đến người cao nhất và thứ nhì của chính phủ chỉ đạo trực tiếp hay không? Việc chính quyền huyện làm được thì để cho quan chức cấp huyện thực hiện, chứ chính phủ nhảy vào để làm gì? Chả nhẽ chính phủ hết việc hay sao mà đến Thủ tướng cũng chỉ đạo từ xa, còn thêm cả Phó Thủ tướng đến trực chiến. Hai ông này đã giành lấy việc của ban quan huyện để làm hình ảnh cho bản thân mình. Đằng sau hình ảnh vì dân này là hình ảnh hai người đứng đầu chính phủ đang làm màu trước mặt dân chúng, đang cố sơn phết cái mặt nạ cho dân. Nếu nhà quản trị thì sẽ thấy ngay vấn đề trong cách làm của ông trưởng và phó của chính phủ. Thực chất, việc chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, quan chức địa phương làm tốt hơn quan chức trung ương. Bởi chỉ có quan chức địa phương mới nắm được các cơ quan, các cơ sở có thiết bị cần thiết và có nguồn lực ngay tại địa phương, có thể phục vụ công tác ứng phó thật nhanh và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
Phạm Minh Chính và Trần Lưu Quang tranh nhau làm triệu vặt, ngồi ghế cao tầm lại thấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.